Đón dâu buổi sáng xong, buổi chiều hai vợ chồng mới cưới về nhà mẹ đẻ của cô dâu. Đi trên đường, gặp mấy chị đã có chồng trêu, đêm nay em chết với chồng. Trưa hôm sau, bố mẹ cô gái mời hai đứa về ăn cơm. Mình cô gái đi trước, lại gặp mấy chị hôm qua. Cô này nói, hôm qua mấy chị nói làm em thấy sợ quá, nhưng đến đêm em không chết. Mà chồng em cứ đứ đừ ra, 9 giờ sáng vẫn chưa ngủ dậy nhá. Thị mệt, mấy chị em mệt sàng rổ tâm sự, rổ mở màn. Tuy em bé hơn hai chị, nhưng của em sâu thăm thẳm, chứ không phèn phẹt nông choẹt như hai chị. Sàng lên tiếng, sâu như cô thì ích gì, chị đây này. Vừa to vừa thoáng vừa dạng nhá, cứ là hứng được hết của quý của lạ, đặc biệt là chị còn có mắt sàng lọc phân loại được cả tốt xấu nữa đấy. Mẹ hãnh diện bảo, hai cô làm sao mà chịu nổi quả nặng như chị được chứ, vì chị mày đây vừa to vừa dày ai cũng thích, nặng gần một tạ chị mày đây cũng chấp luôn nhá. Các cô có biết tại sao không? Vì chị có họ với loài người đấy. Thôi thôi thôi, bà đừng có mà khoác lác. Bà là họ nhà tre, họ hàng gì với loài người chứ? Sàng rổ cùng nhau nhau phản đối. Hai cô đúng là chẳng biết cái gì. Tôi hỏi hai cô, người đời vẫn gọi những gia đình đông con gái là nhà ấy toàn thị mẹ đấy thôi. Sao người ta không gọi là thị sàng thị dỗ? Ừ nhỉ, thế thì bọn em sánh làm sao với chị được. Sàng và dỗ đành chịu lép vế với mẹt. Đúng là thị mẹt không hổ danh, cãi lý đâu ra đấy, vênh váo vậy thôi. Nhưng thị mẹt nhà em nòm cũng nhuận sắc phết các bác ạ. À, tương khắc, khi Thượng Đế sắp hoàn thành việc khai sáng ra vũ trụ và loài người, thì Ngài thấy còn sót lại hai vật trong túi càn khôn. Ngài quyết định phân chia cho Adam và Eva, rồi Ngài phán, ta có hai vật. Vật thứ nhất giúp cho chủ nhân của nó có thể đi tiểu đứng. Nghe đến đấy, Adam thích chí, vội ngắt lời Thượng Đế. Thật ngộ nghĩnh, xin Ngài hãy ban nó cho con. Đây là một vật rất phù hợp với bản tính ưa hoạt động của đàn ông. Thượng Đế thấy đề nghị hợp lý, nhất trí cho Adam. Vừa nhận được đồ của Thượng Đế, Adam liền sử dụng phun nước vào thân cây, viết tên mình trên cát, vung vẩy vẽ các loại rồng, miệng luôn cười hí hửng. Thượng Đế và Eva cùng nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu, rồi Thượng Đế phán, vật còn lại dĩ nhiên là thuộc về con. Eva cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ, dạ xin ngài cho con biết ấy, vật ấy có tác dụng gì ạ? À, Thượng Đế trả lời, Adam đã không biết cách sử dụng dụng cụ của mình đúng mục đích, vì vậy ta trao cho con dụng cụ này để khống chế và cầm tù dụng cụ kia của Adam. Lý do ế vợ. Có một ông hàng xóm gần nhà đẹp trai khá giả, cửa nhà đàng hoàng. Chỉ mỗi cái cơ bản nhất là cái tội đã 40 mà vẫn chưa có vợ. Người nhà bạn bè đâu đó đều thắc mắc đặt câu hỏi. Một hôm, tình cờ tạt qua thăm chơi, nhìn thấy ông hàng xóm đang đọc sách, chưa kịp chào hỏi, mời mọc. Tôi nghe thấy tiếng ông quát lớn. Éo mẹ còn mỗi đồ láo tét, dám đốt bố mày. Rồi một tiếng vỗ đét, tôi chợt hoang tưởng, à thì ra thế, bố này ế là phải rồi, vì súng của ông ấy chỉ bắn được mẹ muỗi bé xíu. Như thế thì gái nào chịu nổi mà về ở với bố chứ? Thơ hài. Giao mùa, sáng ra nước tiểu vàng khè,
Thì ra trời đã chuyển hè sang thu, đêm nằm lạnh buốt cái khu, biết đông đang đến mà thu xa dần. Đêm qua chồng cứ rần rần, sáng nay mới biết lập xuân đến rồi. Chồng cày thế đứng thế ngồi, xuân đang tở giã để rồi hạ sang. Trăng chối, một ông xấu số đang thoi thóp chờ thời khắc để tử giã cõi đời. Ông ta đã cố dùng chút hơi tàn để trăng chối với vợ rằng: bà hãy hứa với tôi là sau khi tôi ra đi, bà sẽ tái giá với lão hàng xóm Giang Vẩu. Sao lại là lão Vẩu chứ? Bà vợ ngạc nhiên. Mà ông vẫn căm ghét lão ta suốt cả cuộc đời đấy thôi. Ông chồng thều thào: chính vì lẽ đó mà tôi phải cầu khẩn với bà. Bà hứa đi để tôi còn thăng. Mà bà mà không hứa, tôi sẽ không phù hộ cho bà đâu. Bà vợ cuống quýt: tôi hứa, chỉ chờ có thế. Ông chồng liền thở hắt ra. Nói lắp cũng là một lợi thế. Phóng viên hỏi bà thống đốc vừa nhậm chức, xin quý bà cho biết bà làm quen với đức ông chồng bà thế nào ạ? Thời đó tôi làm ở hiệu thuốc Tây, ông ấy đến và nói muốn mua bao cao su. Tôi hỏi anh cần cỡ loại nào, ông ấy trả lời loại XXXXL. Chỉ sau khi cưới tôi mới biết rằng ông ấy mắc tật nói lắp. Lan ơi, nhà có khách. Sắp đến ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2, lão Dần đi du lịch danh thắng đầu xuân, lão mua được một thứ độc và lạ. Vật này mà tặng bà xã, đảm bảo là bà ấy sẽ phải giật mình và ngạc nhiên luôn. Về đến nhà đã xế chiều, vợ lão Dần đang nấu cơm. Sao ông lại về muộn thế? Tôi về muộn chút là vì còn phải chọn mua quà tặng bà nhân ngày 14 tháng 2 đấy. Ôi, lấy nhau mấy chục năm, chẳng thấy ông tặng quà bao giờ. Năm nay lại bày đặt tặng quà. Hay ông mắc lỗi gì với tôi hử? Định tặng quà để chuộc lỗi đấy à? Tôi thì có lỗi gì? Muốn tặng quà cho bà để hâm nóng tình yêu tuổi xế chiều thôi mà. Cảm ơn ông. Thế ông tặng cho tôi cái gì nào? Tôi tặng bà hẳn một con chim. Tưởng ông tặng gì, chứ chim thì ông đã tặng cho tôi mấy chục năm rồi. Ngày mới lấy nhau, chim đêm nào cũng gáy. Sau này cứ yếu dần đi, tuần gáy 2 lần, rồi tuần gáy 1 lần. Sau tháng gáy 2 lần, rồi tháng gáy 1 lần. Gần 2 tháng nay, còn chưa gáy lần nào đấy nhá. Chim đấy thì kể làm gì? Hôm nay tôi tặng bà con chim biết nói hẳn hoi nhá. Con chim này còn biết gọi tên bà nữa cơ. Nghe con chim biết nói, vợ lão Dần chạy ra xem. Lão đang hạ lồng chim từ ô tô xuống, xem con chim biết nói của ông thế nào, mà nó nói được những câu gì. Thì lúc tôi mua nó ở cửa hàng chim bán trong khu du lịch, tôi thấy nó nói rõ là: Lan ơi, nhà có khách. Sau đó nó còn luyến lại: nhà có khách, Lan ơi. Nó cứ nói đi nói lại mấy lần. Con chim này thông minh thật đấy, biết cả tên bà là bà Lan nữa. Thế ông cho nó nói thử xem sao. Lão Dần mở tấm che lồng huyết sáo, con chim trong lồng tưởng cho ăn cứ nhảy tanh tóc. Quái lạ, lúc mình mua thằng bán chim nó huyết sáo là con chim trong lồng nói ngay cơ mà. Mình thử gọi để xem nó có nói theo không. Nhưng lão Dần gọi đi gọi lại: Lan ơi, nhà có khách. Rồi: nhà có khách, Lan ơi. Gọi mỏi cả mồm mà con chim trong lồng vẫn câm như hến. Vợ lão Dần cười mỉa nói: nói cái gì, cây giống bóng, củ giống người thôi. Vừa lúc chú Trương hàng xóm sang chơi, nghe lão Dần thuật lại chuyện mua chim tặng vợ,
Chú Trương cười bảo, anh bị bọn bán chim cảnh nó lừa rồi. Khi bán chim, họ có chiếc loa bé tí gắn vào lồng. Loa này được kết nối với điện thoại thông minh. Họ chỉ cần bật điện thoại, có ghi âm giọng nói the thé, kiểu như con vẹt, con chim khứu, nhảy theo tiếng người. Lúc ấy, nhiều người cứ là tin sái cổ. Vậy là lão dần bị bọn bán chim nó lừa, tức thật đấy. Biết thế này, cứ đưa luôn 3 triệu tiền mặt tặng cho bà xã là xong. Chìm với chả cò, chẳng có cái giải nào giống cái giải nào các bác ạ. À. Nhận đoạn dây thừng, do can tội ăn trộm bò nên bị bắt và bị đóng gông giải liên quan. Người đi đường không rõ nguyên nhân dò hỏi, can tội gì mà nên nói vậy chứ? Anh ta thở dài đáp, âu cũng là lúc gặp vận xấu thôi. Hôm nọ tôi đang thơ thẩn trên đường thì thấy một đoạn dây thừng trên bãi cỏ. Nghĩ là có khi dùng được nên mới nhặt lấy để đem về. Người ta lại càng lạ lùng sao? Chỉ có thế mà lại nên tội đóng gông. Anh ta hơi bối rối rồi đáp, không ngờ đầu dây đằng kia lại có buộc một con bò. Trong tiết học lịch sử, thầy giáo gọi bọn em lên bảng. Thầy hỏi, ai là nữ đô đốc rất tài giỏi của vua Quang Trung? Em này đứng im không nói gì. Thầy gợi ý, bà này huấn luyện voi chiến rất giỏi. Anh ta vẫn cứ đứng im. Thầy bực quá liền quát to, Bùi Thị Xuân. Anh học sinh đi về phía cuối lớp. Thầy giáo nói, tôi đã cho anh về chỗ đâu, tại sao anh lại về thế hả? Dạ, thưa thầy, em tưởng thầy gọi bạn Bùi Thị Xuân lớp mình ạ. À? Một cô gái tuổi chưa đến 30 mà sắp 4 đứa con, gặp mấy bạn bè cũ, các bạn ấy nói, trời đất ơi, sao mày đẻ lắm thế? Nhiều con, nuôi chúng vất vả khổ lắm. Ừ, thì cũng tại tao, còn cái lít nhít, tao mới kêu với ông xã, khổ bỏ mẹ ra, lắm con vất vả thật. Chồng mình nói, em có muốn sướng không? Mình buột miệng nói, ai mà chả muốn sướng chứ. Thế là vài chục lần sướng, bụng lại to lên. Đúng là nhỡ mồm trên, chết liền đĩa dưới, rõ khổ. Thằng ngốc làm kẻ trộm. Có một tên làm nghề ăn trộm và làm rất giỏi, vụ nào cũng chót lọt nên có cuộc sống rất dư giả. Anh ngốc thèm có cuộc sống như vậy, lần la hỏi dò tên trộm chuyên nghiệp. Chắc phải có bí quyết gì nên anh ăn trộm giỏi đến như vậy chứ. Bày vẽ cho thằng em này một tí đi. Tên ăn trộm cho biết, bí quyết gì đấy à? Đơn giản thế này nhá, mỗi lúc đi phải cầm một cành cây khô lấy trên tổ quả, như thế là tự nhiên thành người tàng hình, không một ai trông thấy mình nữa. Anh ngốc làm đúng như lời của tên trộm, đang giữa ban ngày lẻn vào nhà hàng xóm lấy tráp đựng của quý của người ta, bị chủ nhà đánh cho một trận gần chết. Trên đường trở về, vừa đau vừa giận, tên ăn trộm kia chửi, thằng chó, hẳn là hắn giấu nghề mà xui dại mình làm thế đây mà. Quan Nhậm, tri huyện nọ vừa tới nhậm chức, sai lính ra bắt người thợ cắt tóc ngoài trấn đem vào huyện đường và lệnh đánh 40 roi. Người thợ cắt tóc ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà mình lại bị đánh như vậy, bèn cúi sát đất mà lạy quan huyện và xin cho biết mình đã phạm tội gì. Quan trả lời, vào ngày này tháng này năm này, ngươi đã lăng mạ ta tại cửa hàng cắt tóc của ngươi, còn giả vờ quên à? Người thợ cắt tóc có thưa, dạ bẩm quan lớn, thế thì ngày đó tháng đó năm đó con chưa là thợ cắt tóc đâu ạ,
Con xin quan cứ hỏi mọi người trong trấn này thì rõ là con nói thật đấy ạ. Quan lúc này mới nhận ra là mình nhầm lẫn, bèn vỗ về người thợ và cho 1.000 đồng tiền rồi cho về. Nhưng vì sĩ diện còn dặn với theo: nay mai ta cho lính đi hỏi mà không đúng vậy thì phạt gấp 100 lần số tiền ta cho nhà ngươi đấy nhá. Hẳn là thuở còn đi học, quan đã bị một anh thợ cắt tóc nào đó ở trấn này làm nhục một phen để dạ. Chuyện sẵn gì ăn nấy, Giáp và Ất là bạn với nhau. Nhà Ất vào hạng thường thường bậc trung, tính lại quá tàn tiện nhiều khi tới mức keo kiệt. Hôm ấy Ất tới chơi nhà Giáp, thấy một sân đầy gà vịt, nghĩ bụng thế nào cũng được một bữa đãi thịt gà thịt vịt ra trò đây. Vợ Giáp ra vườn nhổ rau khiến Ất thất vọng. Ất đang ngồi uống nước với Giáp bèn lên tiếng: bạn bè đến với nhau sẵn gì ăn nấy, có gà thì ăn gà, có vịt thì ăn vịt, đừng bày vẽ gì khác mà mất công. Chuyện hoa hòe rất bổ. Hoàng Kha là một đạo sĩ, bản tính đôn hậu thật thà vô cùng, nhưng không hiểu sao do có bệnh gì trong phủ tạng mà gầy gò quá thể. Một hôm tới thăm chơi Phan Hữu, một người thân thích nhưng kém tuổi mình, Phan Hữu mới khuyên Hoàng Kha nên dùng hoa hòe thường ngày thì sẽ khỏe mạnh, béo tốt da và ngừa được mờ mắt. Sau đó mấy ngày, vào một buổi sáng tinh mơ, trên đường vào chầu vua, Phan Hữu nhận thấy cây hòe trước mặt lung lay mà trời thì không có gió. Nhìn kỹ thì thấy rõ một người đang leo như khỉ và đưa tay ngắt bẻ, té ra Hoàng Kha đang ôm một bó hoa hòe. Phan Hữu hỏi: Hoàng Kha cho biết, từ hôm được ngài mách cho biết tác dụng của hoa hòe, sáng nào ta cũng nhịn cơm nước để ăn hoa hòe đấy. Phan Hữu cười vang bảo: thôi chết rồi, sao đạo sĩ lại ăn hoa hòe chứ, phải nấu lấy nước mà uống cơ mà. Hoàng Kha ngẩn ra và trách: vậy sao ngài không nói rõ cách dùng với ta? Quan huyện xử án: hắn ta hùn vốn với bạn để đi buôn, nhưng vốn là kẻ tham tiền hám của, nên trên đường đi qua một khu rừng heo hút hẻo lánh, hắn đã thình lình đánh chết bạn của mình rồi cướp hết tiền của. Quay trở về làng, hắn nói với vợ của bạn rằng lộ trình xa xôi lại toàn những nơi ma thiêng nước độc, anh ấy không may mắc bệnh mà qua đời, thật là bất hạnh. Vợ bạn là người thật thà, tin ngay lời của hắn. Rồi chẳng bao lâu, hắn lân la tỉ tê lời đường mật và cưới luôn vợ của bạn. Nhưng người bạn bị hắn đánh đã được người dân địa phương cứu chữa hết lòng nên không chết, sau đó trở về được quê. Anh làm đơn kiện lên quan huyện tố giác hắn cướp của giết người rồi cưỡng hôn vợ mình. Nhưng tri huyện đã được hắn lo lót cho ăn hối lộ nên quy cho anh tội vu cáo, bảo giết sao lại trở về sờ sờ ra đấy. Người ta lấy vợ có cưới, có lễ hẳn hoi, tại sao lại bảo là cưỡng hôn? Cá nuôi trong giếng. Chủ nhà nuôi thầy giáo trong nhà để dạy cho con học chóng giỏi, bữa cơm nào dọn ra cho thầy cũng có cá cả, nhưng rất lạ là không thấy khúc giữa đâu. Thầy giáo mới đánh bạo hỏi: cá này từ đâu ra đấy? Chủ nhà trả lời: dạ, cá này nuôi ở ao đấy ạ. Thầy giáo không chịu: chẳng phải là nuôi ở ao, phải là cá nuôi trong giếng nên con nào cũng ngắn ngủn thế này chứ. Chó sủa. Thấy ông ăn mày đi qua, một người nhà giàu hỏi với giọng trịnh thượng: không hiểu vì lẽ gì mà bầy chó cứ trông thấy chúng mày là lại sủa vang cả xóm làng lên như thế nhỉ?
Ông ăn mày tử tốn trả lời, có gì lạ đâu, nếu tôi cũng có áo mũ sang trọng như anh, thì bầy chó đâu có dám không kính trọng chứ. Để trẻ lại, ông già đã vào tuổi 73, râu bạc gần hết, bảo người vợ bé nhổ giúp đi. Ông nằm ngửa trên giường, vợ bé nhìn chòm râu của chồng thì ngại lắm, nhổ đến khi nào cho xong mới nghĩ ra một cách, nhổ những chiếc đen thì sẽ nhanh hơn. Ông già nhổm dậy soi mặt vào trong gương, tức quá ông quát tháo ầm nhà. Vợ bé tử tốn trả lời, nhổ đi cái ít chứ ai lại đi nhổ cái nhiều chứ. Bày cách cho người đói. Buổi sáng ấy, chàng công tử dạo chơi ngoài đường, trông thấy một người rách rưới làm nghề gánh nước thuê nằm chết lịm trên mặt đất, ngạc nhiên quá. Chàng hỏi những người đang có mặt quanh đó, cớ gì mà người ấy lại phủ phục thế? Một kẻ trả lời, à, anh ta đói từ chiều qua vì chẳng có ai thuê đấy mà. Chàng công tử liền bày cách, tưởng ốm đau thế nào, còn nếu đói thì trước lúc ra khỏi nhà uống một chén nước nhân sâm thì no cả ngày thôi mà. Đến mùa, mỗi năm hoa phượng nở, ve hòa nhạc thân quen, làng phây ta rộn rã, mọi người khoe giấy khen, từ mầm non bé khỏe, do chăm ngoan luyện rèn, cấp 1 2 năng khiếu, học sinh giỏi top ten, cấp 3 khoe bảng điểm, quân bình khá trở lên, điểm trúng vào đại học, các trường thuộc top trên, ông bà vui hớn hở, ba mẹ vui rộn ràng, tiệc lớn rồi tiệc nhỏ, chúc mừng con liên hoan, thương những em buồn tuổi, chẳng có tấm giấy khen, vì gia đình hoàn cảnh nghèo khổ có thấp hèn, ôi cái thờ bốn chấm. Khoe cũng thành thói quen, một mùa hè lại đến, mùa để khoe giấy khen. Nhà không có người đâu, một thầy đồ ngồi dạy học ở nơi xa. Hôm đó thầy về thăm nhà, đi được hơn nửa đường thì trời đã tối. Thấy ngôi nhà bên đường, ông bèn gõ cửa xin được ngủ trọ. Trong nhà có tiếng đàn bà nói vọng ra, nhà không có người đâu. Nghe trả lời thế, thầy đồ lấy làm lạ mới hỏi, có cô ở nhà đấy thôi, sao lại bảo là không có người chứ? Là tôi nói nhà không có đàn ông ấy mà. Thầy đồ líu cả lưỡi, à có tôi đây. Buồng kín ở một ngôi chùa, hai anh em nhà nọ dạo chơi trong một khu chùa lớn. Không một chỗ nào là họ không vào thăm, duy chỉ có một căn phòng. Họ không thể vào được vì đóng cửa kín như bưng. Người em nói với anh rằng, chắc đây là cảnh tăm tối nơi địa ngục hả anh? Người anh vỗ vai em rồi cười bảo, chú em ngây thơ quá thôi, đấy chính là thế giới cực lạc của nhà Phật đấy. Cái cần lên ứ lên. Chồng nằm bên vợ trẻ, nói nhỏ nhẹ thế này, báo đời sống hôm nay đăng nhiều tin nóng hổi, chính sách đang thay đổi, giá điện nước tăng lên. Vợ trẻ nằm cạnh bên, ngoảnh mặt đi không nói. Nghĩ vợ giận mới hỏi, em sợ nó lên à? Xăng dầu nước điện ga đồng loạt lên em ạ. À, tin ấy đâu có lạ, ông bảo nhiều thứ lên, sao cái ở cạnh bên đã không lên còn xuống. Rượu sâm rồi gà nướng, ăn uống xong ngủ quên, cái cần lên ứ lên, sao gọi là đời sống. Giá cả luôn biến động nên mới gọi thị trường, còn cái ở trên giường sao không lên theo giá. Đồ dùng rau thịt cá giá vẫn lên hàng ngày,
Riêng cái đồ cầm tay, không lên ai chả tức, nghĩ mà thấy ấm ức, nhưng vẫn chúc mọi người, cuộc sống cần tiếng cười, lên hay không tùy nó. Có vài miếng đất, tôi có ông bạn, tuy học cùng lớp, nhưng không thân cho lắm, bởi vì những suy nghĩ về việc làm mỗi người mỗi khác, hết giờ làm việc ở cơ quan là anh biến vào những cuộc mưu sinh. Khi mưu sinh đã đủ thì mưu làm giàu. Còn tôi sau giờ làm việc chỉ biết về lo công việc gia đình và dạy dỗ con cái. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, tôi tự an ủi mình và lấy việc dạy dỗ con cái làm vui. Thỉnh thoảng có việc gì đó, bạn bè cùng lớp lại tụ tập uống bia. Anh luôn là người nổi trội. Anh bảo tiền là số một, không có tiền thì vứt. Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm của anh, có tiền là mua được đất, mua nhà, mua đất, mua bằng, mua chức tước, mua học vị. Tôi chỉ biết ngồi nghe và ngẫm nghĩ sự đời. Mới đấy thôi, cùng chung một lớp mà thoát một cái, đã kẻ sang người hèn, người cửa cao nhà rộng, người lận đận với cuộc mưu sinh. Tôi cũng thuộc diện nghèo, nhiều khi phải cúi mình với đống tiền mới thấy nó đầy quyền uy. Sức nặng của đồng tiền không giống sức nặng của vật thể. Thế cậu có mấy miếng đất? Nghe anh hỏi, tôi giật mình. Chỗ ở còn lởm đấy, đâu ra đất chứ? Anh lại bảo, thời buổi này mà không có lấy một miếng đất thì coi như là trắng tay. Tôi tợp một ngụm bia để nuốt đắng vào lòng. Lúc chia tay, anh còn hẹn lúc nào rảnh rỗi đến uống bia. Bẵng đi một thời gian không gặp. Một hôm, họp mặt lớp, anh uống không được tự chủ. Dốc bầu tâm sự, mình phải bán đi một miếng đất để chạy cho thằng lớn mới được. Tôi chưa kịp hỏi thì anh lại bảo, còn một miếng nữa cũng phải bán nốt để chạy cho thằng nhỏ. Tôi biết mấy đứa con anh đều lêu lổng, học hành không đến nơi đến chốn, nhưng không tiện hỏi thì chính anh lại muốn giải bày mình không bán đi miếng đất để chạy cho thằng lớn thì có khi phải lĩnh mấy gậy. Còn thằng nhỏ nữa, nghề ngỗng thì không có, xin việc không đâu nhận, coi như lại mất nốt miếng đất với nó. Tôi đưa cốc bia về phía anh, đến lượt anh đỡ lấy và nuốt đắng vào lòng. Có lẽ bia đã làm cho anh bộc bạch những lời gam ruột nhất. Anh bảo, bây giờ mình mới cay đắng nhận ra rằng có tiền mua được tất cả, nhưng trừ một số thứ. Tôi hiểu nỗi lòng anh nên xích lại gần chăm chú lắng nghe. Trừ một số thứ, trong đó là con ngoan, thành đạt. Cái đó hàng núi tiền cũng không mua được đâu. Tôi cũng sực tỉnh, chứ không chỉ riêng anh. Anh chúc mừng tôi có hai đứa con đều học ngoan, học giỏi. Một đứa thì đỗ thủ khoa, vừa mới ra trường đã có mấy cơ quan đăng ký nhận, không tốn một xu chạy việc. Anh đưa cốc bia về phía tôi và bảo, chính cậu mới là người có mấy miếng đất phát lộc phát phúc mà không nói ra đấy thôi. Bài học ngộ ra. Ông bố vợ nói với con rể, hồi môn ta cho hai vợ chồng con là một trong hai sự lựa chọn. Một, con lấy 1 tỷ. Hai, con nhận được cấp số nhân 10 trong 30 ngày. Ngày một, con có 10.000 đồng. Ngày hai là 100.000 đồng. Mọi người thử nghĩ xem, anh ta sẽ chọn phương án nào? Trộm sữa, đứa nào bú trộm của ông mà mùi bia rượu cứ nồng cả lên. Ông vừa mỗi tí ngủ quên, đứa nào trộm sữa ông điên lắm rồi, miệng thì vừa lớn vừa hôi, đã bú trộm sữa còn bôi bẩn bình, ghét trộm ghét cả mẹ mình. Thấy thằng trộm sữa mần thinh tảng lờ, ông về mách bố ông cơ, tiếc là bố bận bây giờ ở xa. Tháng sau bố mới về nhà, hiện trường vụ trộm chắc là mất toi.
Từ giờ ông thức ông coi, không cho thằng trộm bú vòi của ông. Bố về, ông bảo bố trông, không thằng ăn trộm nó bê cả bình. Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Năm ông Cảnh bị tai giả điếc cùng leo lên một chiếc xe tăng là ga, điện, nước, thuốc, xăng. Bàn nhau hợp tác san bằng túi dân, xăng cậy thế nhanh chân lên trước. Quyết phải giành bằng được ghế đầu, tàu xe phải có xăng dầu. Thế là bá tánh giơ đầu chịu tăng. Ông điên nặng thấy xăng bắt bí, chẳng tội gì bỏ phí thời cơ. Điện không thể thiếu nửa giờ, thế là ông Cảnh cũng tờ ăn tăng. Gà vốn là phận nhì nhằng từ trước, chẳng thuộc độc quyền, chẳng được bảo kê. Điện xăng thấy thế vỗ về, ai chẳng phải nấu tội gì cứ tăng. Còn ông nước loăng quăng đang hóng, bỗng nghe xăng gọi vọng từ xa: nước đâu, tao bị cháy nhà. Dịp may hiếm có, thế là cũng tăng. Ông thuốc thấy bốn thằng lên trước cần, nhưng đâu cứu được mạng người. Ốm mà thiếu thuốc chết tươi, chẳng gì sánh được mạng người phải tăng. Thế là thuốc, ga, xăng, điện, nước dắt tay nhau sánh bước lên xe. Đầu dân cứ thế mà ghè, nắn trên bóp dưới cho nhè tiền ra. Nước cốt dâu đãi khách. Tú tài họ Chu người Dương Châu muốn ra làm một chân thư lại, liền nhờ bác ruột là bạn đồng song với tri huyện họ Điền viết thư để được giúp đỡ. Họ Chu cầm thư tới tư thất của tri huyện. Bữa ấy phu nhân của quan đi chơi vắng, quan liền sai kẻ hầu lấy nước cốt dâu cho Chu uống. Chu đưa lên miệng và tự phụ bảo là nước cốt dâu mà sao lại khó uống vậy chứ. Nhưng vì nể và sợ quan nên Chu vẫn cố gắng vừa uống vừa nhăn mặt như khỉ ăn gừng. Lát sau quan bước ra phòng khách, quan hỏi: nước cốt dâu ngọt chứ? Họ Chu lanh lảnh đáp: dạ, ngọt lắm ạ, ngọt lắm. Buổi chiều phu nhân quan về, mở tủ định lấy bình thuốc rót uống thì thấy chẳng còn là bao, mới hỏi quan: bình thuốc tôi đang uống dở mà ai làm gì gần hết cả rồi thế này? Quan ngơ ngác gọi con hầu ra hỏi, nó bảo: dạ thưa, quan ông bảo con lấy nước cốt dâu cho khách họ Chu, còn tưởng đó là nước cốt dâu ạ. Phu nhân của quan thét ầm lên: bà ơi là bà, là thuốc điều kinh của tôi đấy, mà sao ông lại sai nó đi chứ? Quan tỏ ra lúng túng: thì tôi biết đâu đấy, tôi cứ tưởng nước cốt dâu hàng ngày bà vẫn đem cho tôi uống. Mà cái thằng Tú tài họ Chu cũng lạ, tôi hỏi thì nó cứ len lén: ngọt lắm ạ, ngọt lắm ạ. Nó cứ nói thật là đắng, là khó uống thì mình vẫn còn giúp nó chứ. Hai người cùng mâm, một vị khách rất tham ăn, mỗi khi có ai mời đã ngồi xuống bên mâm là cúi mặt ăn, ăn như đói đã 3 năm. Bữa ấy vị khách này ngồi cùng một chiếu với một người nom da là quen thuộc. Ông ta lên tiếng, người kia trả lời: trước nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt bác, có lẽ bác nhận nhầm người rồi đấy. Mâm cỗ vừa đặt xuống, vị khách chộp đũa ngay và cúi mặt xuống ăn, ăn như không hề nhề nhai. Tới lúc người kia làm như chợt nhớ ra: à đúng rồi bác à, ta đã có lần ngồi với nhau, nhưng cái lần ấy bác cũng cúi đầu xuống ăn trong suốt cả bữa, chẳng thấy bác ngẩng mặt lên nên tôi mới chẳng nhận ra nhau, thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Từ nay, ông ta giàu có nhất làng, nhưng nổi tiếng là keo xỉn. Các bữa ăn quanh năm
ngoài đĩa muối chẳng có một món nào nữa. Hàng xóm cho biết bố thì tiết kiệm vậy mà cậu con trai của bác thì lại rượu chè, cờ bạc, tiêu tiền như phá. Nghe thấy ông ta uất quá mới chửi toáng lên: "Thằng khốn nạn, được rồi, từ nay tao cũng mua mỗi bữa một miếng đậu phụ, tao ăn cho sướng cái đời." Nói dóc gạn ông cả. Một lần bợm bảy trèo ghe qua nhà ông cả. Ông cả kêu bợm bảy lên rồi bảo: "Tao nghe đồn mày có tài nói dóc nên tao kêu mày lên nói dóc cho tao nghe đây nè." Bợm bảy nói: "Dạ thưa cả, dân làng đồn vậy chứ còn đâu có nói dóc đâu ạ. Bữa nay con mắc đi bắt cá ở đằng xa, cá bên ấy nhiều quá, phải chi có đôi trâu của ông cả đi chở cá thì ngon biết mấy ạ." Vốn tham lam, ông cả liền gạ bợm bảy: "Thôi mày vào lấy trâu rồi tao với mày cùng đi, được cá tao với mày chia đôi." Bợm bảy bằng lòng, vừa dắt trâu dẫn ông cả đi. Đi được một đoạn xa, bợm bảy nói: "Thưa cả, con phải về nhà lấy nhợ để sâu cá lại, kẻo cá rớt hết. Cả ở đây đợi con nhá." Thấy bợm bảy nói có lý, ông cả cho bợm bảy quay về. Tới gần cổng nhà ông cả, bợm bảy làm vẻ hấp tấp. Bà cả trông thấy hỏi: "Chuyện gì mà mày chạy dữ tợn vậy chứ? Còn ông cả mày đâu?" "Dạ con đi với ông, dọc đường trâu quật chém ông, một mình con không cứu nổi. Con chạy về kêu bà gõ mõ đánh trống hò dân làng ra cứu ông đấy ạ. Con chạy ra trước để coi ông cả thế nào đã." Nghe vậy, bà cả hốt hoảng làm theo. Thấy bợm bảy chạy đến, lại nghe tiếng mõ, tiếng trống ầm ĩ. Ông cả hỏi: "Có chuyện gì vậy hả?" "Dạ thưa cả, ở nhà bà cả nấu cơm bị cháy nhà, dân làng nổi trống mõ để đến chữa đấy. Con chạy ra kêu ông cả về tiếp." Ông cả từ đồng hớt hải chạy về nhà. Bà cả tất tả từ nhà chạy ra, giữa đường gặp nhau bà hỏi ông: "Ông có sao không?" Ông cả hỏi: "Nhà cháy thế nào?" Ông bà cự cãi nhau một hồi, té ra cả hai đều bị bợm bảy gạt. Ông cả tức giận kêu bợm bảy tối và bảo: "Sao mày gạt tao?" "Dạ, tại ông cả bảo con nói dóc cho ông cả nghe đấy ạ." À, chuyện ông quan mua chim. Có một người nông dân mang ba con chim ra chợ bán. Có viên quan hỏi mua: "Con này giá bao nhiêu?" "Dạ thưa quan, giá 1 quan tiền ạ." "Con chim này hay lắm, nó vừa biết hót lại vừa biết nhảy múa nữa. Giọng hót của nó thì hay, không có loài chim nào có thể sánh được ạ." "Thế còn con này?" "Dạ thưa quan, giá 2 quan tiền ạ." "Con này hay hơn, chẳng những nó múa hát được mà nó còn biết nói tiếng người đấy, nó khôn ngoan lắm." Nói đoạn, người nông dân ra hiệu, con chim thứ nhất cất tiếng hót líu lo, lạnh lót, làm quan say mê. Con chim thứ hai, sau khi hòa giọng cùng một bạn của mình, còn chào hỏi nói chuyện rối rít, làm quan rất thích thú. Thấy con chim có tài lại được bán với giá rất rẻ, quan vội móc tiền ra mua. Còn mấy quan tiền, quan định mua nốt con thứ ba. "Con này bao nhiêu?" "Dạ thưa quan, con này tôi phải bán tới 3 lạng vàng ạ." À, viên quan kinh ngạc, làm rớt cả mấy quan tiền dưới đất. Nhưng quan chợt nghĩ rằng con chim này hẳn có tài gì đặc biệt đây. Nghĩ vậy quan hỏi: "Vậy con này làm được những gì nữa?" "Dạ thưa quan, thú thật, con này dở lắm ạ. À, nó già rồi, không biết hót mà cũng chẳng biết nói tiếng người, suốt ngày chỉ lù đù ở trong chuồng thôi. Thế sao lại bán đắt như vậy chứ?" "Dạ, vì nó biết ra lệnh cho 2 con kia ạ." À, hai vợ chồng nhà kia nợ nần chồng chất, áo quần rách như tổ địa, mà Tết nhất thì đã đến sau lưng. Khách nợ đến réo ầm ầm bên tai suốt ngày.
Bất đắc dĩ, hai vợ chồng phải bàn mưu tính kế. Sau cùng, hai người quyết mua một cái áo quan để anh chồng nằm vào đó. Hễ ai đến đòi nợ thì chị vợ sẽ nói rằng chồng mình vừa chết rồi. Thế nào người ta cũng thương tình mà cho hất lại. Quả vậy, trước hết anh hàng gạo đến, bà vợ chỉ vào áo quan, mếu máo nói rằng ông chồng thiệt phận đã đi rồi. Anh chàng gạo đành phải trở về tay không. Kế đến là ông chủ nhà đến đòi tiền, bà vợ cũng mếu máo mà giải thích bày cảnh khổ. Ông chủ nhà động lòng nhân đức mới nói rằng, ôi tội nghiệp quá, cái cảnh của bác bây giờ cũng như cảnh của tôi khi mẹ các cháu mới mất. Ở đời ai có qua cầu thì mới hay. Thôi thì bao nhiêu công nợ từ trước tới giờ tôi xí xóa cả cho bác. Đây gọi là còn có món tiền nhỏ, bác cầm lấy để đèn hương cho bác trai tội nghiệp. Người vợ từ chối, nhất định không nhận món đèn tiền hương đèn. Có lẽ đàn bà thực dụng chăng? Ông chủ nhà thương người, nài đến 9-10 lần. Ông chồng ở trong áo quan tiếc rẻ, quên cả mưu kế, liền kêu to lên. Ông chủ đã quyết lòng cho, tại sao lại không lấy hử? Có một anh mù phải sang làng bên có tí việc. Trước lúc trở về thì trời tối sẩm. Anh mù hỏi mượn cái đèn. Chủ lấy làm lạ hỏi, anh mù thì còn cầm đèn làm gì? Ôi không, tôi dùng đèn để người khác không thấy sáng, khỏi đụng vào tôi. Nghe anh mù nói vậy có lý, nên người chủ đã cho mượn đèn. Thoạt tiên anh mù đi được một quãng đường dài không xảy ra chuyện gì. Mãi sau có một người đụng phải làm anh mù ngã lăn queo. Anh ta bóp ngón chân lóp ngóp bò dậy, dương đôi mắt trắng lên mà gắt rằng, không có mắt hay sao mà không trông thấy đèn sáng hử? Người đó bèn trả lời, anh điên hay sao, đèn của anh có cháy đếch đâu mà nhặng lên như thế hả? Tham thì thâm, một buổi tối nọ, có một người lái buôn quẩy gánh hàng nặng đến nghỉ trọ nhà hàng cơm. Mụ chủ nhà vốn keo bẩn lại gian tham, trông thấy gánh hàng của bác lái buôn, mụ tối ngay mắt lại, bụng chỉ lăm le chiếm được mới nghe. Phải làm cách gì cho người ta bỏ quên gánh hàng ở nhà mình, tất là về tay mình. Mụ nghĩ vậy rồi đem câu chuyện bàn với chồng. Y nghe vợ nói cũng đem lòng tham muốn. Anh chồng bảo giờ chỉ có một cách là đến bữa cơm đem rau lú ra cho bác lái ăn. Thứ rau lú này ăn rất ngon mà ai đã ăn vào thì lòng lú lấp quên cả mọi sự ở đời, y như lúc còn măng sữa. Nghe chồng nói bao nhiêu rau lú hôm đó mộ chủ quán đều dọn ra cho bác lái ăn. Bác lái ăn mãi ngon miệng quá, đến nỗi sắp bội thực. Ăn xong, bác nằm phướng bụng ngủ một giấc dài. Tới tờ mờ sáng, đã trở dậy đi thẳng. Sau khi bác lái buôn đi rồi, mộ chủ hàng nghĩ thầm, thế nào anh ta cũng bỏ quên cái gánh hàng ở đây. Phen này ta giàu chán rồi. Nghĩ xong lật đật chạy ra vào nơi xem bác lái nằm và tìm kiếm hết chiếu dưới gầm giường. Cũng không hề thấy vật gì bỏ lại cả. Mộ hàng thất vọng phàn nàn, mình đã cho nó ăn rau lú mà sao nó không lú lấp ruột gan, chẳng bỏ quên một thứ gì cả thế nhỉ? Nghe vợ phàn nàn, ông chồng nói, không lẽ như thế, chắc thế nào nó cũng quên chứ. Nói xong tự mình vào khám xét lại chỗ của bác lái nằm, bỗng sửng sốt kêu lên, trời ơi, nó quên, trời ơi nó quên, nó quên. Như thế này thì chết tôi rồi. Vợ nóng tiết hỏi, nó quên gì? Nó quên không trả tiền trọ và tiền cơm.
Miệng lưỡi của kẻ địch, khoa thi tiến sĩ cuối thời Bắc Tống, do khéo chải chọt lo lót mà sái nghi có tên đỗ ở đầu bảng. Khi vào yết kiến sái kinh, y xin nhận sái kinh làm bố nuôi. Sái kinh sai kẻ hầu gọi hai con trai ra. Sái nghi trông thấy sái du và sái tu đã có tuổi, liền đổi giọng liến thoắng: xin quan lớn bỏ qua cho sự ngu muội của sái nghi ban nãy. Đáng lẽ sái nghi này phải nhận quan lớn là ông nội và nhận hai vị đây là bố mới phải đạo. Vua nhà Hậu Tần là Diêu Trường mở yến tiệc với đủ mặt quần thần. Khi vừa ngà ngà say, Diêu Trường bất ngờ hỏi Triệu Thiên rằng: lâu nay Trư Khanh đã cùng trẫm hướng về phương Bắc của thời nhà Tần, bây giờ phải làm hạ thần của trẫm, vậy thì có cảm thấy là ô nhục hay không? Triệu Thiên đứng dậy bẩm: bệ hạ là đấng thiên tử, trời lấy bệ hạ làm con của mình mà không thấy nhục, thì căn cớ gì chúng thần đây làm thần của bệ hạ phải nhục chứ? Diêu Trường nghe xong, gật gù và cười lớn vì lập luật vững chắc của Triệu Thiên. Câu chuyện món nào cũng pha giấm. Hôm nay có ít tiền trong túi, Giáp tìm tới một quán rượu. Vừa ngồi xuống ghế, Giáp ngoắt tay gọi chủ quán tới, nói dõng dạc: thức nhắm thì thế nào cũng xong, nhưng rượu thì phải có thứ thượng hạng đấy nhá. Chủ quán và bếp lúc sau trở ra, khách hỏi: này, rau thì trộn giấm chứ? Giáp tỏ ra sành ăn: rau mà trộn ít giấm càng ngon. Bưng đĩa rau ra, đặt xuống bàn rồi, chủ quán lại hỏi: này, đậu phụ cũng phải tra thêm giấm chứ? Giáp trả lời chẳng cần suy nghĩ: tất nhiên rồi. Bưng đậu phụ ra, chủ quán lại hỏi: rượu cũng phải pha giấm chứ hả? Giáp cười vẻ mỉa mai: anh đùa bỡn tôi đấy à? Có đời nào rượu lại mang pha giấm không? Chủ quán nhíu lông mày, khẽ cáu cả: thôi chết rồi, tại sao bác chẳng dặn trước chứ? Nhà hàng đã pha giấm hết rồi, bác vui lòng dùng cho thôi. Những viên gạch mừng thọ, thiêu phủ xứ đất Thiểm là Tất Chiêu Phàm tính tình rất khẳng khái. Ngày mừng thọ 60, thuộc hạ đem lễ vật gì tới cũng nhất quyết không nhận một thứ gì. Có viên tri huyện cho người mang 20 viên gạch đến, mỗi viên ghi niên hiệu từ thời Trần. Tất Chiêu Phàm sung sướng vô cùng, vời người mang gạch đến và nói: trong ngày vui của ta không lấy của ai bất kỳ một thứ gì. Riêng những viên gạch này của chủ nhân ngươi là hợp sở thích của ta đành phải nhận. Người nhà của tri huyện từ tốn bẩm: dạ thưa, để mừng quan lớn, tri huyện của con đã chọn những thợ giỏi nhất để đúc những viên gạch này, và chính tri huyện con đích thân giám quản từ đầu đến cuối ạ. Tất Chiêu Phàm chỉ còn biết cắn răng im lặng. Một chàng trai mới tìm được công việc quét sơn trên đường. Sau 3 ngày làm việc, giám đốc gọi anh thợ sơn vào trao đổi. Ngày thứ nhất, anh làm xuất sắc, được 3 cây số. Ngày thứ hai, chỉ được 2 cây số. Như vậy còn có thể cho qua, vì giám đốc bất ngờ đổi giọng lớn tiếng. Nhưng đến ngày thứ ba, anh vẽ còn chưa được 1 cây số. Nếu mà cứ như thế này, buộc tôi phải sa thải anh đấy. Bị giám đốc khiển trách, chàng thợ sơn phẫn nộ cãi lại: đây không phải là lỗi tại tôi. Thấy anh không tiếp thu, giám đốc cười khẩy bảo: tôi và không phải lỗi của anh thì là lỗi của tôi chắc. Xem chừng giám đốc không hiểu chuyện, lại chụp mũ đổ lỗi cho mình, anh chàng thợ sơn cũng quát to: thế ông có biết ngày thứ nhất, ngày thứ ba tôi cách cái thùng sơn bao xa không hả?
Người chuộng bằng cấp. Tống Lệ Thường, ngày làm án sát đất Lai Dương kể lại rằng, thuở nhỏ học trường tư ở quê, một lần đang ngồi đọc sách thì có một ông già cũng thuộc hàng bậc khoa giáp đi tới hỏi: "Cháu đang học sách gì thế?" Tống Lệ Thường trả lời: "Dạ, cháu đang đọc sử ký ạ." Ông già nọ lại hỏi: "Người nào viết sách ấy vậy cháu?" Tống Lệ Thường trả lời: "Thưa bác, là Tư Mã Thiên ạ." Ông già hỏi tiếp nữa: "Ông ấy đỗ tiến sĩ khoa nào vậy?" Tống Lệ Thường tỏ ra thông hiểu: "Dạ, Tư Mã Thiên không đỗ tiến sĩ, chỉ làm thái sử lệnh đời Hán thôi ạ." Ông già mượn cuốn sách đọc qua quýt mấy dòng rồi quẳng lên bàn, nói với giọng rất kẻ cả: "Có cái quái gì đâu, đọc cho mất thì giờ." Trong cuộc họp, những thành phần sợ vợ. Thượng đế ngồi trên ngai vàng phán: "Đứa nào không sợ vợ thì đứng sang bên phải, sợ vợ thì đứng sang bên trái." Các thành viên lục đục kéo sang bên trái. Có một anh ngồi im. Thượng đế phán: "À, thằng này giỏi." Anh kia thưa: "Dạ, con cũng muốn sang bên trái. Hôm qua vợ con đánh vào chân, què nên không sang được. Ai dìu tôi sang đó với?" Tây Vương Mẫu thò đầu vào hỏi: "Còn ông Thượng Đế, ông đứng ở đâu?" Thượng Đế cười bẽn lẽn: "À, tất nhiên là bên trái rồi. Tôi thích chỗ đông người mà." Vào đêm vợ đi đẻ, trong mơ, thiên thần hiện lên và bảo: "Yên tâm đi, ta sẽ làm để khi con sinh, một nửa nỗi đau đớn sẽ được chia sẻ cho ba của đứa trẻ." Cô vợ sinh xong, sáng hôm sau mới hỏi người chồng: "Thế đêm qua anh ngủ thế nào?" "Trời ơi, quỷ tha ma bắt, cái lão hàng xóm kêu la cả đêm, cứ như là gái đẻ ấy." Trường hợp cá biệt, con trai hỏi bố: "Bố ơi, trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hả bố?" "Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau con à." "Thế sao các cô các chú trong cơ quan bố ngày nào cũng đi làm với bố mà thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố thế?" "À, đó là trường hợp cá biệt đấy con à." Đến phòng khám, một thanh niên than thở với bác sĩ: "Thưa bác sĩ, dạo này tôi thường xuyên mệt mỏi, không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì cả." Sau khi khám hết một lượt, bác sĩ nói với anh ta: "Anh không có bệnh gì cả. Có lẽ do thời tiết, anh chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý và tập thể dục là lại làm việc bình thường ngay thôi." Nghe từ làm việc, anh ta thở dài vẻ thất vọng: "Chán thật. Thế bác sĩ không nghĩ ra một bệnh gì gán cho tôi để tôi không phải làm việc à?" Biết động cơ khám bệnh của anh ta, bác sĩ thẽ thọt bảo: "Thực ra tôi biết anh chắc chắn mắc một bệnh mãn tính đấy." Thấy mình có bệnh, anh ta mừng rỡ: "Ôi thế thì may quá, bác sĩ ghi ngay vào bệnh án đi." Thế là tôi có cơ sở để chứng minh cho vợ tôi biết là tôi bị bệnh không làm việc được. Nhìn thái độ của bệnh nhân đặc biệt này, bác sĩ cười rồi bảo: "Vâng, tôi sẽ ghi vào bệnh án của anh là bệnh lười biếng, mãn tính, anh hài lòng chưa hả?" Một cậu bé tầm 13-14 tuổi vào hiệu thuốc xin nhờ gọi một cuộc điện thoại. Ông chủ vui vẻ đồng ý. Vừa làm việc, ông vừa quan sát cậu bé. Đầu dây điện thoại bên kia đổ chuông và có tiếng chào của một người phụ nữ lớn tuổi: "Con chào bà. Con nghe nói bà đang cần một con trẻ giúp việc cắt cỏ trong vườn đúng không ạ?" À? Cậu bé lên tiếng. Tiếng của người phụ nữ đáp lại trong máy: "Ồ đúng rồi, nhưng rất tiếc là bà đã có một cậu bé làm việc đó rồi. Nhưng thưa bà, con có thể cắt cỏ với giá thuê
bằng một nửa so với cậu đó ạ. Ồ, xin cảm ơn cậu, bà rất hài lòng với cậu bé thuê hiện tại rồi con à. Cậu bé tiếp tục nài nỉ, ngoài công việc chính là cắt cỏ, con sẵn sàng làm thêm nhiều việc khác như quét dọn vỉa hè và lối đi trong vườn miễn phí, thưa bà. Thôi nhé con à, bà rất cảm ơn con đã gọi điện, bà xin lỗi nhé. Thực lòng, bà rất hài lòng với cậu bé đang làm giúp việc cho bà rồi. Điện thoại cúp, người chủ cửa hàng đã lắng nghe và dõi theo toàn bộ câu chuyện. Ông tự nhiên thấy cảm tình với cậu bé và chợt nảy ra ý định giúp đỡ cậu. Này, cậu bé à, có vẻ cháu đang rất mong có một công việc cắt cỏ. Ông thích cháu rồi đấy. Nếu cháu không phiền, ông muốn cháu đến làm cắt cỏ vườn cho nhà ông và có thể bắt đầu ngay từ tuần tới. Cậu bé mỉm cười vẻ lịch lãm đáp, dạ không thưa ông, cháu xin cảm ơn ạ. Ông chủ hiệu thuốc tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng phải cháu đang muốn tìm làm công việc đó hay sao? Cậu bé nhí nhảnh, cháu gọi cho quý bà vừa rồi là bà chủ của cháu đấy. Ý cháu muốn giả soát xem chất lượng công việc cháu đang làm vườn thế nào thôi ạ. Phụ nữ nó lạ lắm, thích ngực giả, mũi giả, thích lông mày giả, thích môi giả, thích khuôn mặt giả, thích móng tay, móng chân giả, cái gì cũng thích giả, nhưng lại thích người đàn ông chân thật. Vừa liên hoan về phải đi trực, viên cảnh sát giao thông bỗng gặp một chiếc xe phóng như tên bắn. Anh ta liền chặn lại, yêu cầu lái xe. Anh cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe. Tôi không mang theo. Xem chừng lái xe có vẻ say rượu, viên cảnh sát đưa máy đo nồng độ cồn ra lệnh cho anh ta. Anh hãy thổi vào cái máy này để kiểm tra nồng độ. Tôi không thể thổi được đâu, anh thổi hộ tôi nhé. Tôi sẽ thổi hộ anh, nhưng anh phải chấp nhận mức phạt của anh là kịch khung đấy. Nhầm, đêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ cửa một căn hộ. Một người phụ nữ ra mở cửa ngạc nhiên hỏi, ôi anh, sao anh về trễ thế? Gã đàn ông cúi đầu lắp bắp, anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em. Người phụ nữ tươi cười đáp, không có gì đâu anh say thế mà còn biết đường về là tốt lắm rồi. Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp, nhưng anh phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng hai vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm. Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp, có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng hai tăng ba như vậy mà. Gã đàn ông lại nói, anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và đã thua hết sạch tiền. Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp, không sao đâu anh à, tiền bạc là vật ngoài thân thôi, anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà. Gã đàn ông lại nói, điều cuối cùng mà anh muốn xin lỗi em là trên đường về đây anh đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe rồi. Người phụ nữ vẫn ôn tồn đáp, anh đừng lo, ngày mai anh đến nộp phạt rồi lấy xe về thôi. Gã đàn ông quỳ xuống nức nở, ôi em, Đức Chúa Trời của anh, Thánh A-la của anh, Phật Bà của anh, Thiên Thần của anh, chỉ có ở đây, trong ngôi nhà đầy tình thương yêu này, anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em. Người phụ nữ mỉm cười, cầu cho Chúa Trời Tiên Phật Thánh Thần phù hộ cho anh, cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẻ cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn, nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh vì đó mới là nhà của anh. Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có tấm lòng rộng mở,
Họ sẵn sàng tha thứ và chia sẻ cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông, miễn sao người đó không phải là chồng mình. Còn tất cả đàn ông trên thế gian này đều lấy nhầm vợ, đáng lý ra phải lấy cô hàng xóm. Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7, cô giáo vẽ lên bảng một cái vòng tròn và đường kính, rồi bảo học sinh, các em hãy nhìn đây, đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vô va buột miệng nói với bạn bên cạnh, còn theo tớ thì đó là cái mông. Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học. Thưa đồng chí hiệu trưởng, vô va là một học trò hư và không hiểu gì về hình học ạ. Thầy hiệu trưởng nhìn lên bảng, thầy nói, hỗn láo quá, thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này?